Chào các bạn, hôm nay vườn ươm Hải Đăng sẽ giới thiệu với các bạn cách trồng và chăm sóc cây dược liệu hoa hòe. Hoa hòe thì chúng ta nên trồng ở các cái vùng đất trống khoảng cách cây từ 5 đến 7 mét. Hoặc chúng ta cũng có thể trồng xen với cà phê thì có thể trồng thưa hơn. Đào hố thì 40x40, dùng phân chuồng đã ủ hoai. Thì cây hòe đặc biệt ưa phân chuồng, sau đó trộn lẫn với phân đất và cây cho lấp hết bầu ươm. Và khi cắt bầu ươm thì chúng ta tránh làm vỡ bầu. Cách chăm sóc thì cây hòe là loại dễ cọc, chịu hạn tốt. Mùa khô có thể tưới thêm để cây phát triển nhanh hơn. Cây có thể thay phân chuồng bằng phân vô cơ. Khi cây hòe đã cao khoảng 1,2 đến 1,5 mét thì chúng ta ngắt ngọn chính để hoa hòe ra ở đầu cành. Cây hòe thường trồng 3 năm thì có hoa, nếu chăm sóc tốt thì 2 năm thì cũng đã được thu hoạch. Hòe trồng từ 4 đến 5 năm thì có thể cho từ 8 đến 10 kg hoa khô thu hoạch. Khi chùm hoa đã to, lụ đã cương to sắp bung thì chúng ta ngắt. Nếu ngắt lon hoặc ngắt khi đã lở thì năng suất sẽ giảm hơn. Sau khi ngắt chùm hoa thì chúng ta loại bỏ lá, cuống hoa để đem phơi khô là có thể dùng được. Thông thường thì cứ 7 đến 10 ngày chúng ta thu hoạch một lần. Thì cái cây giống ở vườn ươm Hải Đăng thì có chiều cao của cây từ 40 đến 50 cm. Với cái hình thức đặt hàng cây giống thì chúng giao hàng tại văn phòng ngách 68/45 ngõ 68 đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Giao hàng tại các bến xe, giao hàng tại nơi sản xuất. Hình thức thanh toán tiền mua cây giống, thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp hoặc văn phòng hoặc vườn ươm. Chúng tôi đảm bảo cái chất lượng cây giống đến tận tay khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc và thông tin thị trường đầu ra cho sản phẩm sau khi thu hoạch. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty giống cây trồng dược liệu Hải Đăng, có trụ sở tại ngách 68/45 ngõ 68 đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Số điện thoại 0966446329 hoặc 0165964 2916. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.